Xin chào tất cả các bạn nha. Mừng các bạn trở lại cái video của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là ngày cũng là ngày mùng 6 Tết nha các bạn. Thì hôm nay vườn mình cũng bắt đầu khai trương bán lại cây hoa kiểng online luôn nha. Thì đầu tiên thì mình xin chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng nha các bạn. Thì cái cây trang hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn đó là một loại giống mới nha. Thì trên hình các bạn đây là xem đây là một cái trang có hoa màu đỏ rất là đẹp nha các bạn. Thì lá nó có độ hơi sắn nha. Thì đây là một dòng trang đột biến nha các bạn. Thì cái trang này có tên là cái trang Phụng Hoàng Lửa nha. Thì ở ngoài cái màu hoa nó rất là đỏ nha các bạn. Trong cái video của mình, cái máy quay của mình thì vô video nó sẽ bị nhạt lại nha. Thì cái cánh hoa nó có độ ngấu lên nha các bạn. Chung nhìn rất là độc đáo nha. Nếu mà các bạn mà trồng dưới đất á, mà có độ độ đủ đủ sức ăn cũng như là dinh dưỡng á, thì hoa nó sẽ to và nó màu sắc sẽ rất là đẹp hơn nha các bạn. Trong chậu mình trồng trong chậu thì hoa nó dinh dưỡng nó không bằng trồng dưới đất nên nó không có to bằng nha. Dưới đất thì hoa rất là to. Thì cái loại giống cây trang Phụng Hoàng Lửa này á, cái cánh hoa nó có độ cứng nha các bạn. Nói chung ở nhìn bề ngoài nó rất là giống hoa bằng ngũ nha, cánh hoa rất cứng nha. Thì có nhiều bạn mà mới mới nhìn á, tưởng là lầm tưởng là giống như hoa mẫu vậy đó. Thì đây là một dòng trang đột biến nha các bạn. Ở ngoài hoa rất là đỏ. Thì vô video của mình á, thì cái do cái máy quay của mình nó đã làm nhạt cái màu hoa nên nó không có thành cái đỏ đậm nha các bạn. Chứ ở ngoài thì hoa rất là đỏ luôn nha. Hoa rất là đẹp. Thì cái dòng trang này cũng khá là dễ trồng nha các bạn. Các bạn thấy đó, lá của nó cũng có độ sắn luôn nha. Chung là sắn và xanh nha các bạn, nó xanh xanh và có độ bóng luôn nha. Nhìn cũng khá giống là lá mủ luôn nha các bạn. Lá rất là cứng. Thì các bạn mà đem về trồng dưới đất á, thì cái độ phát triển của nó rất là ok luôn nha các bạn. Chung thì cái dòng này thì trang cái bộ rễ của nó rất là mạnh nha. Thế mình trồng trong chậu mà thật nó còn đâm tùm với xâm xê như vậy nha. Còn bên đây là cái bông nó mới vừa nở nè các bạn. Bên đây mình có còn một cây nữa nè, cây bên đây thì nó tàn là to hơn cây đó nữa. Bông cây bên đây thì nó đều bông luôn nha các bạn. Thì những cây này mình nó nở ngay Tết thì mình để cho mình ngắm luôn nha. Thì sang vài bữa nữa thì mình cũng sẽ ngắt những bông hoa này hết để cho nó đâm tược tăm tán nhiều hơn nha các bạn. Cái bông mà nó còn búp á, thì nó cũng rất cứng nha. Cái nụ cũng khá rất là to. Thì những dòng này á, mà những bạn nào mà có cần cái giống á, thì cũng có thể liên hệ số Zalo mình đã ghim trên màn hình nha các bạn. Thì các bạn cứ nhắn tin trong số Zalo này á, thì mình sẽ trả lời cho các bạn. Thì giá của những cây này á, thì mình cũng sẽ báo qua Zalo luôn nha. Thì giá này cũng là giá chung là giá cũng rất là dễ chơi nha, cũng rẻ chứ không có mắc nha các bạn. Hoa Phụng Hoàng Lửa mà nó nở đầy lên thì các bạn cái cây này mà nó nở đầy ra mà đều bông hết thì các bạn sẽ thấy độ đẹp của nó rất là cao nha các bạn.
rất là độc lạ luôn nha. Hoa có độ nhẫm lên, chu lên, giống như là có độ ngấu lên đó nha bạn, chứ không có xè như mà những cái loại giống hoa trang bình thường. Những loại giống hoa trang bình thường thì nó khi mà nở đầy nó sẽ xè ra và nó quặp xuống, còn những giống này thì nó có vẫn có độ ngấu lên nha các bạn. Cánh hoa rất là cứng như hoa mũ. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay nha. Một lần nữa thì mình xin kính chúc các bạn một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng nha các bạn. Thì những bạn nào mà muốn cần giống những loại giống trang này hoặc là những loại trang nào đó thì cứ email cho mình nha.